trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa lặng lẽ và an bình, như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy Đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa, nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo. Lạy Chúa Ba Ngôi, hôm nay chúng con học hỏi đoạn tin mừng trong ngày lễ kính Chúa. Chúng con vừa làm dấu, mỗi ngày chúng con làm dấu không biết bao nhiêu lần. Có bao giờ chúng con nghĩ rằng mỗi lần làm dấu là mỗi lần chúng con đặt mình trong tương quan với Chúa không? Mà Chúa đây chính là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba ngôi nhưng một Thiên Chúa duy nhất. Lạy Chúa, ước gì việc học hôm nay cho chúng con cảm thấy được gần gũi với từng ngôi, không phải chỉ với một Thiên Chúa chung chung, nhưng ước gì chúng con có tương quan gần gũi với từng ngôi, với Cha một cách rất đặc biệt, với Chúa Con Đấng cứu chuộc, với Chúa Thánh Thần Đấng soi sáng, an ủi, phù trợ, thánh hóa cuộc sống của chúng con. Mời anh chị em chúng ta đọc đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến 15. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc sẽ được đọc trong lễ Chúa Ba Ngôi 5C. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ,
Câu hỏi thế này: tại sao đoạn phúc âm này giáo hội lại chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi? Câu này rất dễ nên phải mời anh chị em nào mà chưa bao giờ được nói. Chị cứ nói theo ý của chị, không cần phải dựa đâu hết. Dạ. Tại sao bài phúc âm này lại được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi? Dạ thưa cha. Con... chị có bài phúc âm trước mặt không? Đấy, chị phải nhìn dạ. bài phúc âm để mới trả lời được. Dạ thưa cha, con Chúa Ba Ngôi là Đức Giêsu cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Vậy mấy ngôi cả thầy? Dạ thưa ba ngôi. Thầy sẽ đếm ra thấy bốn rồi đó nghe. Dạ. Lại coi mấy ngôi nè, đọc lại coi. Dạ thưa cha là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chị có thể cho tôi biết trong đoạn phúc âm này có nói ba ngôi đó không? Dạ thưa có. Chị đọc cái câu nào có Chúa Cha nè. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Có chữ Chúa Cha không? Dạ thưa có. Rồi chỗ nào có chữ Chúa Giêsu, Chúa Con có không? Dạ Thầy. Rồi Chúa Thánh Thần chỗ nào? Dạ. Đọc câu lên. Dạ câu 13, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Rồi chỗ nào nói Chúa Thánh Thần là bằng gọi là chữ gì đó? Dạ thưa thần khí. Thần khí sự thật. Vâng, dạ. Cảm ơn chị. Như vậy bài tin mừng hôm nay được chọn bởi vì trong đó có nói cả Chúa Cha, Chúa Con là Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần. Và vì thế nên đoạn văn hôm nay rất là ngắn, mới đọc mà không có để ý đó, đâu có thấy Chúa Ba Ngôi đâu, mà được chọn bởi vì có cả Chúa Ba Ngôi. Số 2, khi sắp về với Chúa Cha, câu này cũng dễ thương. Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu có thấy mình làm xong việc mà Chúa Cha giao phó cho mình chưa? Khi Đức Giêsu sắp về với Chúa Cha thì Đức Giêsu thấy mình đã làm xong công việc mà Cha trao phó cho mình chưa? Dạ thưa cha, có. Trả lời dựa vào đâu chứ, nó có không thì làm câu này chưa? Dạ con đâu à, con nhớ có một đoạn gì. Ủa đây đây, người ta đã chỉ hết rồi, đây người ta chỉ hết đây rồi chứ đâu có cần phải theo gì nữa. Chắc con nhầm thưa cha. À nhầm không? Thôi ngồi xuống rồi, nhầm. Vâng, các bạn. Vâng. Dạ thưa cha, là khi sắp về với Chúa Cha thì Đức Giêsu thấy mình chưa hoàn tất công việc Chúa Cha giao cho mình. Chưa hoàn tất, dựa dạ, vào đâu ạ? Dựa vào câu mà câu 12 đó là Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, cho nên là chưa hoàn thành. Mà chưa hoàn tất, mà tại sao lại không nói hết cho rồi á? Dạ bởi vì ở trong đây cũng nói là bây giờ thì anh em không có sức chịu nổi, còn phải đợi thông như viên. Vậy là lỗi của ai ta? Lỗi của ai? Là tội thầy thôi. Lỗi của ai? Không, hỏi thiệt đấy chứ. Lỗi của ai? Lỗi của con người. Ai? Lỗi tại con người. Các môn đệ chưa đủ sức. Vâng. Dạ. Như vậy lỗi tại các môn đệ nên Đức Giêsu chưa có thể nói hết được. Đó, mặc dù nói đủ rồi đấy, nhưng mà họ chưa hiểu hết được, mà có khi Ngài cũng chưa nói hết tất cả mọi chuyện được. Vâng, thế thì như vậy là theo ý chị là Đức Giêsu chưa làm xong việc, có phải không ạ? Chưa làm xong việc rồi. Thế có ai định trả lời thêm cái gì nữa không? Có ai sẵn sàng không? Ai sẵn sàng? Đây, mời chị đây. Chị ít khi nói. Dạ thưa cha, theo con thấy thì Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc mà Chúa Cha giao cho mình ở câu 19 đoạn 30. Chương 19 câu 30. Rồi. Vâng, chị đọc đi ạ. Nhấp xong Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Như vậy thì sao? Dựa vào câu đó thì thấy thì sao? Thì thấy là Chúa Giêsu đã hoàn tất cái công việc mà Chúa Cha giao cho mình. Nhưng Chúa... mà vì các tông đồ là không hiểu, nhưng mà Ngài muốn để giới thiệu Chúa Thánh Thần xuống để tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Như vậy chị thấy rằng câu Gioan 16, 12, 13
với câu 19:30 theo chị có mâu thuẫn không? Theo con thì không mâu thuẫn, vì Thiên Chúa Ba Ngôi á, thì Thiên Chúa Cha sai Chúa Con xuống và Chúa Thánh Thần là tiếp nối cái mầu nhiệm của Chúa Cha là tiếp nối mầu nhiệm. Dạ, giới thiệu tiếp nối công việc của Chúa Con á, tức là tiếp khi Chúa nối con, công việc của Chúa Con được là rồi. Là khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Thánh Thần sẽ đến và tiếp nối là bằng cách làm mở lòng cho các thánh tông đồ để hiểu được những điều mà Chúa Giêsu ngài đã mặc khải trước đây. Mà mặc khải trước đây mà có mặc khải hết chưa? Dạ hết rồi, nhưng mà vì các thánh tông đồ chưa hiểu thôi chứ ngài hết rồi, hết chưa? Mà thánh lọc 16:12-13 thì thấy hết chưa? Hết chưa? Thưa cha chưa. Đọc lại câu 16:12-13 coi hết chưa. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu tiếp nữa cũng hay lắm. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vâng, thế Đức Giêsu đã dẫn đến sự thật chưa? Đến sự thật rồi nhưng mà chưa toàn vẹn. Ừ, được lắm, vâng. Có lẽ còn phải thêm. Như vậy anh chị em thấy cái tôi khi tôi đưa cho anh chị em hai câu này là cố ý cài vô để anh chị em thấy có vẻ như là mâu thuẫn nhau đấy, mà thật ra là đâu không có mâu thuẫn đâu. Cái việc mà Chúa Cha giao cho Chúa Giêsu làm thì Chúa Giêsu khi ngài ở trên thập giá ngài nói thế là hoàn tất, việc ngài phải làm thì ngài đã làm, đồng ý, nghĩa là những cái việc Cha giao thì ngài đã làm. Nhưng mà ngay khi ngài làm như thế, ngài nói hoàn tất công việc của ngài, nhưng việc ấy xong chưa? Chưa xong, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Và việc ấy chưa xong là bởi vì còn một đấng sắp đến nữa, và cái phần chưa xong ấy là phần mà đấng sắp đến phải làm. Chứ nếu Đức Giêsu làm hết rồi thì thánh thần biểu trời ơi tôi còn gì đâu mà làm, đúng không ạ? Thành ra Đức Giêsu làm phần việc của ngài, ngài đã làm xong và ngài có thể rất vui sướng ra đi và nói thế là đã hoàn tất, tôi đã làm đúng công việc mà Cha sai tôi đến, Cha giao việc cho tôi làm xong rồi. Nhưng mà cái việc tôi làm xong ấy, tôi làm xong ấy, nhưng mà chính cái việc ấy thì nó còn phải được tiếp tục. Tôi làm thì tôi làm đúng rồi, nhưng mà cái việc đấy thì nó vẫn chưa xong, và đấng đến sau tôi, đấng mà tôi sai đến, đấy là thần khí thánh thần, thì đấng ấy tiếp tục việc của tôi. Anh chị em đồng ý không? Đâu có mâu thuẫn phải không? Không có mâu thuẫn. Mà anh chị em có biết rằng câu này nó đánh động tôi không? Câu này nó rất kinh khủng. Không biết anh chị em đi làm việc ấy này, chị Hương này, chị đi làm việc chị có bao giờ nếm cái kinh nghiệm này không? Cái kinh nghiệm kinh khủng này, đó là tôi làm một việc mà lúc tôi đi việc đấy vẫn còn dang dở. Lúc tôi đi thì nó vẫn còn dang dở, chưa xong. Và tôi đã làm hết cỡ, nhưng mà đến lúc thì tôi phải đi thì nó còn dang dở. Và anh chị em biết không ai thích đi mà việc còn dang dở. Ai cũng thích. Nếu làm nhà thờ thì thích chính mình khánh thành nhà thờ chứ để cái ông sau đến khánh thành à? Nếu ai đi khánh thành. Tôi làm việc thì tôi rất thích là tôi đã làm xong ạ. Và sau đó người ta gắn cho tôi một cái bia. Ta nói đây là ông này ông kia đã làm xong cái này cái kia, cảm ơn, đó vậy thôi. Mà tôi đã làm xong một việc. Chị em hiểu không? Đấy thế thôi, ai cũng thích như thế. Và không ai thích để việc dở dang. Đức Giêsu đã chấp nhận việc dở dang. Đức Giêsu đã chấp nhận. Mà đối với tôi điều này là một sự khiêm tốn ghê gớm. Đức Giêsu nói rằng dạ, tôi chưa làm xong ạ. Đúng thì xong thì tôi nói là xong, mà việc cũng chưa xong. Còn một đấng khác nữa đến làm nốt cái việc mà tôi còn dang dở. Cái việc nó còn dang dở và vẫn cần một người khác đến tiếp. Tại sao chúng ta lại cứ thích cái việc làm việc của chúng ta thì chúng ta cứ thích làm cho nó xong? Trả lời: vì chúng ta thích tất cả vinh quang nó quơ về mình. Hiểu không?
Thì tự nhiên thì tôi có thể làm một cái nhà thờ. Tôi nói đây nè chị à, nhà thờ nói tôi làm đó, chứ còn nếu mà tôi làm có một nửa, cái ông kế tiếp ông làm nửa còn lại thì sao tôi nói cậu được đấy. Vâng, thành ra cái sự tôi nhị lại vẫn nhìn thấy một sự khiêm hạ. Xin hạ, anh chị em hiểu không? Chấp nhận làm việc dở dang để rồi người khác kế tiếp tục làm việc của mình, chấp nhận điều ấy không dễ chút nào. Thôi xong rồi. Đọc Gioan 16:13. Đọc Gioan 16:13, đâu là công việc của Thánh Thần, đâu là công việc của thần khí sự thật ở đây? Đọc thêm Gioan 14:6, có ai chưa? Dạ, Gioan chương 16 câu 13. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Vâng, trả lời. Dạ. Đâu là việc chính, công việc chính của thần khí sự thật? Dạ, công việc chính của thần khí sự thật đó là dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Anh em là ai vậy? Tất cả chúng ta. Chúng ta, các môn đệ chúng ta. Dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Toàn vẹn là trọn vẹn. Toàn vẹn ở đây cũng hiểu là toàn bộ, tất cả sự thật. Vâng. Và thêm nữa đó là tất cả những gì mà người nghe thì người sẽ nói lại và loan báo cho tất anh em tất cả những điều sẽ xảy đến. Vâng, đấy là công việc của thần khí sự thật. Như vậy nếu mà đọc Gioan 14:6 thì có ai, vâng, tôi xin một anh chị em khác đọc Gioan 14:6 thì có ai thêm được ý gì mới không? Vâng. Thưa cha, là ở đây con nghĩ là cô Gioan 14 câu 26 thì có vẻ chính xác hơn. 14:6 chứ không phải 14:26. 14:6. Thưa cha, 14:6 là Đức Giêsu đáp: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Nếu anh em biết thầy. Rồi rồi, được rồi. Câu đó thế làm sao? Thế bây giờ thì có thêm ý gì không? Dạ. Sau khi đọc câu đấy thì có thêm được ý gì không? Dạ, thưa cha, là cái công việc của Chúa Thánh Thần là giúp các tông đồ nhớ lại những điều mà Chúa Giêsu đã dạy, thì và chính những cái điều mà Chúa Giêsu đã nhận được thì Chúa Giêsu đã nhận từ Chúa Cha. Vâng, cảm ơn ạ. Có ai có ý gì khác không ạ? Vâng. Dạ, thì câu 14:6 là Chúa Giêsu nói Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Thì ở đây thần khí sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Như vậy là thần khí sẽ dẫn anh em tới với Chúa Giêsu. Dẫn anh em tới với Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Thì mình chỉ nói chữ sự thật thôi, không cần nói đường gì không. Tức là vì Chúa Giêsu là sự thật. Nên bây giờ dẫn đây anh em đến sự thật trọn vẹn, tức là cũng là dẫn đến với Giêsu. Thánh Thần dẫn các môn đệ đến với Đức Giêsu. Vâng. Anh chị em có thêm không ạ? Anh có muốn thêm nữa không? Anh có muốn thêm gì không ạ? Không. Có ai đây chị muốn thêm ạ? Đây. Thưa cha, con nghĩ thần khí dẫn mình đến sự thật và đến là sự sống nữa. Là sự sống lại của Chúa Giêsu. Sống lại của Chúa Giêsu. Vâng. Tôi hiểu. Vâng, vâng. Tại ở đây đang nói về chuyện để dẫn đến toàn bộ sự thật. Chúng ta đang nhắm đến sự thật. Vâng. Thưa cha, vậy tại vì Chúa Giêsu có nói không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Thì vậy Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu thì tức là đó là con đường để đến với Chúa Cha. À, ý cũng hơi hơi mới. Có một cái câu hơi hơi mới và dễ thương. Anh ấy nói rằng dựa theo câu vừa rồi đó là 16:13 thì Thánh Thần dẫn chúng ta đến với sự thật trọn vẹn. Trọn vẹn toàn bộ sự thật, mà chúng ta lại thấy Gioan 14:6 nói rằng Đức Giêsu là sự thật. Vậy có thể nói được mà đúng như thế chứ, phải có thể nói chắc chắn chứ, là Chúa Thánh Thần dẫn ta đến với Chúa Giêsu. Mà nếu dựa trên Gioan 14:6 thì Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Anh chị em đừng quên,
cái câu vừa rồi là câu đẹp lắm đấy. Anh chị em nhìn kỹ đi mới thấy nó đấy. Và câu đó là đúng là câu tuyệt vời để cho chúng ta học trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi đấy. Anh chị em thấy không? Là như thế Chúa Thánh Thần, bây giờ sau khi Đức Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần dẫn tôi đến với Đức Giêsu. Không ai có thể đến được với Đức Giêsu mà không nhờ Thánh Thần. Ông Thánh Phaolô có nói như thế. Không ai có thể gọi Đức Giêsu là Chúa mà không nhờ Thánh Thần. Thành ra tất cả chúng ta ở đây, lần trước có một chị nói rằng sao tôi đâu thấy Chúa Thánh Thần ở nào đâu, cha chỉ tôi coi. Mà chị đâu có biết rằng khi chị theo đạo, khi chị tin vào Đức Giêsu thì Thánh Thần đã làm việc nơi chị rồi. Không có Thánh Thần, chị không thể nào tin vào một ông Do Thái, người Do Thái sống cách đây 2000 năm. Chị bảo thôi tôi cũng không có tin đâu, tôi tin mấy người gần gần chứ xa quá mà người Do Thái ở đâu ai tin nổi. Mà tin ông nói là Thiên Chúa thì lại càng không tin được. Thành ra như vậy chúng ta mà tin vào Đức Giêsu được là nhờ Thánh Thần. Và dù chúng ta nói đâu thấy gì đâu, có Thánh Thần luôn luôn làm việc một cách lặng lẽ và không bao giờ báo. Nhưng mà cuối cùng thì 14:6 lại cho thấy rằng khi chúng ta tin vào Đức Giêsu rồi, Đức Giêsu lại dẫn chúng ta đến với, sao tôi thích cái chữ dẫn tới quá. Thánh Thần dẫn tôi đến với Giêsu, Giêsu dẫn tôi đến với Cha. Đấy, và như nếu mà anh chị em để ý kỹ dùm tôi cái chữ dẫn tới đi, anh chị em thấy dẫn tới có nghĩa là không giữ lại cho mình. Đồng ý phải không? Dẫn tới là không giữ lại cho mình. Tôi không biết là anh chị em có biết cái điều này đối với tôi lại cũng là một điều kinh khủng. Lúc nãy tôi có nói một cái chuyện kinh khủng, bây giờ nó lại thêm một điều kinh khủng đó. Tức là dẫn tới, Giêsu không giữ tôi lại cho Giêsu, Thánh Thần không giữ lại tôi cho Thánh Thần. Thánh Thần đưa tôi đến Giêsu, Giêsu bảo tôi cũng không giữ, Giêsu lại đưa tôi về với Thiên Chúa Cha. Mà anh chị em biết đấy, lúc nãy tôi đưa định nghĩa dẫn tới là gì, là không giữ lại. Và phận loài người chúng ta rất thích giữ lại, rất thích giữ lại. Đấy, đó là thực tế như thế. Tôi hay dùng một cái thí dụ. Thí dụ như tôi, giả như tôi là một người, tôi cũng là giáo viên chuyên môn dạy piano. Và tôi có một em học trò, em ấy học với tôi từ nhỏ. Bây giờ em đánh giỏi lắm, em đánh khá lắm. Đấy, tôi là giáo viên dạy piano cho em đấy. Vào một ngày nào đó, tôi có dám nói với em ấy rằng, em ạ, bao nhiêu nghề của cô dạy em hết rồi. Cô chỉ cho em đi học piano tiếp tục ở cái nhà cái bà đấy, đấy. Cái bà giáo ấy, bà ấy giỏi lắm. Cô đã cho em hết rồi. Em nên đến bà ấy mà học. Anh chị em biết, để nói được như thế là không đơn giản chút nào. Chúng tôi rất thích giữ đứa học trò vừa giỏi, vừa ngoan, vừa hiền. Và tôi rất thú vị để khoe với cả thế giới. Nè, học trò tôi nè, tôi không muốn mất ai. Anh chị em hiểu. Thành ra như vậy, chúng tôi không muốn mất. Anh chị em đâu có ngờ là chúng ta đang học về cái cách cư xử của Ba Ngôi để chúng ta học đấy. Và anh chị em biết cái cách cư xử của Ba Ngôi ảnh hưởng trên đời của tôi nhiều lắm ạ. Và chỉ từ những chữ bé bé, những chữ anh Châu tự nhiên anh nói ra, cái rất là đơn giản. Và những câu được nối vào nhau. Thế thôi anh chị em hiểu. Thế ở đây, vâng, thế thì à, vâng, cho chị này nói một câu. Con muốn có một cái ý hơi khác một chút. Đâu là công việc chính của thần khí sự thật? Vai trò của Chúa Thánh Thần là dẫn các môn đệ đi trong chân lý toàn vẹn và thông truyền sự thật. Công việc chính của Ngài là chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội, về sự công chính và về việc xét xử. Ai đã mở tâm trí cho viên đại đội trưởng khi thấy Đức Giêsu trúc linh hồn đã thốt lên: quả thật, người này là con Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần đấy, là thần khí sự thật đã thuyết phục lòng người công nhận sự công chính của Đức Giêsu. Vâng, đâu có gì mới đâu. Tức là cụ thể là
Cụ thể là ý chị vẫn nói cái ý lúc nãy, không ai có thể, chị nói cái ý là không ai có thể tin Đức Giêsu nếu Thánh Thần không hoạt động nơi người ấy. Và chị nhìn nhận cái ông bắt bách quản đó, ông cũng có Chúa Thánh Thần, chắc vậy, chắc là thế, chắc tôi cũng tin như thế. Vâng, cảm ơn chị. Đúng là có nhiều người, không phải chỉ bách quản đâu, mà tất cả những ai tin thì đều có thể nhận ra được Đức Giêsu dù họ là ai đi nữa. Thành ra anh chị em thấy, dĩ nhiên sự thật ở đây thì có thể hiểu Đức Giêsu, nhưng cũng cả nhiều sự thật khác nữa đấy. Anh chị em, không phải chỉ có Chúa Giêsu là sự thật, mà cả những sự thật nho nhỏ khác. Ồ, tự nhiên bây giờ bỗng nhiên tôi nói được một điều rất quan trọng. Lúc nãy tôi nói với anh chị em rằng là thần khí Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào sự thật. Người ta đã nói như thế. Rồi tôi nói luôn là sự thật ấy là Đức Giêsu, Thánh Thần giúp chúng ta hiểu Đức Giêsu. Bây giờ tôi nói khác, bây giờ tôi bắt trước chị Lan này, tôi nói khác. Sự thật lúc nãy tôi viết là sự thật viết hoa là Đức Giêsu. Mà tôi thì tôi còn tin rằng Thánh Thần dẫn chúng ta vào sự thật viết thường. Anh chị em hỏi làm gì cái sự thật viết thường ấy? Sự thật viết thường là nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm. Tức là tất cả những cái gì là sự thật hàng ngày của mình ấy. Và chúng ta không muốn nhận, đơn giản như thế. Chúng ta không muốn nhận. Chúng ta không muốn nhận sự thật là tôi có tội, tôi kém, tôi lười, tôi không cố gắng đủ. Những ơn của Chúa ban cho tôi để rơi rớt khá nhiều. Và tôi hay kêu ca chuyện này chuyện khác. Tôi nhận sự thật về tôi nhận sự thật về gia đình của tôi. Tôi nhận sự thật về những đứa con của tôi. Nếu mà đứa con của tôi nó học kém á, mà tôi cứ cãi nhau với chị này rằng nó là giỏi, chị có hiểu chưa, mà tôi biết rõ nó kém á, là tôi không chấp nhận sự thật. Nếu tôi chiều cao có 1.5 thôi, mà tôi 1.5 giả như 1.5 thôi, mà tôi lại cứ không nhìn nhận cái sự thật đấy, cứ ganh với cái cô người mẫu 1.8 đấy, mà tôi đứng chưa tới vai cô ấy, chưa tới vai, và tôi bảo 0.5 cũng ngon rồi nha, đừng có tưởng. Thế mà có khi tôi không nhìn nhận sự thật. Không biết anh chị em có hiểu ý của tôi không? Sự thật là bé lắm, mà nuốt được nó là cay đắng. Cay đắng. Ngay sau khi tôi phạm tội thì nếu mà tôi chối rồi tôi biện minh đủ thứ, còn nếu mà tôi nhìn nhận sự thật là đục, mình hèn. Thôi thì mình hèn, thôi thì là mình như thế là bê bối, mình như thế là lười biếng, mình như thế là yếu đuối. Và nhận mình yếu đuối. Chị này chị phạm lỗi, chị nói em xin lỗi, em bữa đó em nóng quá, nóng em nói lung tung, em xin lỗi mọi người, mà vậy thôi. Và nhìn nhận sự thật chưa bao giờ dễ, nhỏ lắm anh chị em. Và thôi thì nói một câu cuối, anh chị em biết là trong xã hội của chúng ta, thế giới chúng ta, sự thật là ít lắm đấy, hiếm lắm. Hiếm khi mà anh nói này nói đùa cho anh chị em cho nó vui. Anh chị em có nên mua một cái máy đút vào túi không? Cái máy ghi âm ấy. Anh chị em mà đút cái máy ghi âm điện thoại ghi âm và anh chị em ghi những lời mình nói hàng ngày á, buổi tối anh chị em nghe lại coi, anh chị em thấy trong những lời mình nói coi vậy chứ có ít sự thật. Tức là sự thật nó luôn luôn cỡ 50% là nó ngon rồi đó. Thế thôi. Khi nào tôi không nói sự thật, khi tôi nói về tôi thì tôi luôn luôn tô màu cho những cái hay của tôi và phóng đại nó lên. Khi tôi ghét bà này nên những cái hay của bà này mà nó đi qua tôi nó thành bé tí tẹo lại, buồn cười vậy. Bà ấy hay nhiều cái tự nhiên qua miệng tôi, cái tự nhiên tôi dè biểu tôi nó bà ấy vậy chứ nhầm nhỏ gì cái này khác. Tôi nói mấy cái hay của bà nó qua đây và những cái dở của bà này đi qua tôi tự nhiên nó to ra, ồ lạ luôn. Những cái dở của tôi trở nên bé lại, những cái hay của tôi to lên và những cái điều người khác là ngược lại. Tôi nhắc lại cho anh chị em biết, hãy thương những chữ sự thật viết thường. Sống theo sự thật đâu có đơn giản, nói sự thật là đâu có đùa. Đấy, nói sự thật là gặp nhiều sự khốn khó ngay lập tức đấy chứ đâu có phải là không. Thôi vậy là anh chị em hiểu đấy. Đấy để anh chị em hỏi, tôi cũng thích cái chữ mà đấy, Thánh Thần
là thần khí sự thật dẫn chúng ta vào sự thật, là Đức Giêsu của tôi quý lắm rồi, nhưng mà còn dám dẫn chúng ta vào những sự thật bé bé hàng ngày để tôi nhận ra tôi bảo ừ tôi như này chứ tôi cũng không dám nói dối gì hết. Vâng, thôi được rồi. Công việc chính của Thánh Thần. Câu số 4, dễ, mấy câu sau này là dễ lắm anh chị. Đúng rồi, năm hôm nay cũng nhanh vì có 8 câu à. Đó là thần khí sẽ không tự mình nói điều gì, vẫn câu 16, 13, nhưng sẽ nói lại những gì người đã nghe. Lúc nãy thì anh Châu anh cho thấy rằng, đấy, Thánh Thần ấy, dẫn tôi đến với Giê-xu. Đấy, Giê-xu dẫn tôi đến với cha. Bây giờ thì là gì? Thánh Thần không tự mình nói điều gì. Thế thì nếu Thánh Thần mà nói ai nói gì? Dạ, nói lại những gì mà Thánh Thần đã nghe từ ai? Dạ, từ Chúa Giê-xu. Vậy vậy khiêm nhường. Đối với tôi thì lần trước tôi có hỏi anh chị em về sự khiêm nhượng của các ngôi. Tôi mê mẩn về sự khiêm nhượng này. Thánh Thần không tự mình nói điều gì, nhưng người sẽ nói lại những gì người đã nghe rồi thôi. Đấy, đó là thái độ của Thánh Thần. Đấy, câu này là dễ, câu số 4 này ai cũng làm được. Hãy tìm những câu trong Phúc Âm Thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng nhiều lần nói rằng tôi không tự mình nói, tôi chỉ nói điều tôi nghe từ Chúa Cha. Và như thế là anh chị em thấy ngay rằng là Chúa Thánh Thần với Chúa Giêsu có giống nhau không? Rất giống nhau. Vâng, thế thôi, bây giờ tôi dành cho mỗi người chỉ được phép nói một câu thôi. Và mình tìm thấy cái câu nào trong Tin Mừng Gioan mà nói rằng Chúa Giêsu bảo tôi cũng đâu có tự mình nói đâu, tôi nói điều tôi nghe từ Chúa Cha. Thánh Thần như vậy mà tôi cũng vậy thôi. Đấy, thế anh chị em nào sẵn sàng giơ tay này. Vâng, vâng, mỗi người chỉ được nói một câu thôi để nhường cho người khác ấy mà. Vâng. Là giờ chỉ đọc cái câu lên, chương mấy câu mấy, đọc chậm chậm để cho người ta còn lật, người ta kiểm tra xem có đúng không ấy. Dạ thưa cha, là trong Gioan chương 14 câu 10. Câu 10 Chúa Giêsu nói rằng anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói với anh em thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Hay lắm. Như vậy anh chị em có thấy câu mà Đức Giêsu nói là không tự mình nói ra, có phải không ạ? Đấy, vâng, không tự mình nói ra. Vâng, xin đây đây, ở đây có những anh, đây đây bên khu này, vâng. Chỉ được phép nói một câu thôi và đọc đúng câu đấy thôi. Dạ thưa Gioan 14:24, ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Vâng, như vậy Chúa Giêsu cũng không có tự mình nói, mà Ngài nói, mà Ngài bảo đó là lời của Cha. Vâng, xin mời. Dạ, Gioan chương 12 câu 49-50. Ồ, câu đó là tuyệt vời lắm, cái câu này hay lắm, anh chị em nghe câu này nè. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Anh chị em nghe câu này, anh chị em có thấy Chúa Giêsu lép vế không? Có phải không? Có cảm tưởng như vậy. Anh chị em thấy cái câu nó kinh khủng quá đi. Anh chị em biết cái chữ kinh khủng nằm có nằm ở trong một động từ nữa, động từ truyền lệnh. Anh chị em có nghe không? Đấy, chữ truyền lệnh, từ chữ lệnh truyền nó ra truyền lệnh. Đấy, lệnh truyền là danh từ, còn truyền lệnh là động từ. Đức Giêsu nói tôi chỉ theo lệnh của Cha tôi thôi. Cha tôi là đấng sai tôi, Cha tôi ra lệnh sao tôi thèm vâng lời vậy. Thế tôi chỉ nói cái điều mà Cha tôi biểu tôi nói, nên nói kiểu người miền Nam gọi là thay vì nói truyền lệnh là biểu. Cha tôi biểu gì tôi làm đấy. Đấy, anh chị em thấy đấy, lần trước tôi có nói với anh chị em chưa, anh chị em bảo trời ơi Chúa Giêsu như vậy chả có bản lãnh gì hết đấy, đúng không? Chả có bản lãnh gì cả, là hoàn toàn là chỉ nói cái điều mà Chúa Cha muốn mình nói, hoàn toàn như thế. Đấy thì lần trước tôi đã nói với anh chị em, chính đó là bản lãnh của Giêsu. Và vì Giêsu đấy, anh chị tôi hỏi cha bài hôm nay coi, vì Giêsu luôn luôn chỉ nói lời Cha muốn mình nói, dễ nghe, nên lời của Giêsu là
lời của Chúa Cha. Đấy, xong rồi, đấy vậy thôi. Đấy, và anh chị em thấy chúng ta tin được Đức Giêsu là người của Chúa bởi vì chúng ta bảo nghe Đức Giêsu ngon lắm. Bởi vì khi mà chúng ta cứ nói lung tung nêm lời của mình vô, cái hồi nghe cái choáng váng không biết lời nào lời Chúa, lời nào lời mình hết. Anh chị em hiểu không? Còn nếu mà chúng ta quen một người mà người đó hoàn toàn nói lời của Chúa, bảo chị anh này tin được. Tin được rồi nha. Vâng, rồi mời chị. Thưa cha, Gioan 8 câu 26. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Và anh chị em có biết cái câu này là câu đầu tiên có một cái chữ gì mà từ nãy tới giờ chưa có chữ đó không? Có chữ gì? Ai mà nói được là mình là người đó giỏi lắm á. Từ cái câu vừa đọc á, có một cái chữ mà anh chị em từ nãy giờ đọc 3-4 câu mà không có chữ đó. Đấng chân thật. Chữ gì ạ? Lúc nãy tôi mới nghe ai nói đó. Chữ gì? Nghe, chính xác. Đấy. Đây là câu dường như gần như không biết có phải là duy nhất không. Tôi viết một tờ giấy tôi còn gạch dưới nữa chứ. 8:26 à. Trong đó các anh chị em sẽ nghe rằng tôi không tự mình nói, tôi nói điều tôi nghe. Tôi nghe từ cha làm sao thì tôi nói như vậy. Thì ra câu này ngon lắm, tôi câu này là câu chốt của tôi. Rồi còn ai nữa không hay là hết rồi? Hết rồi. À đây, vâng, vậy mời chị này chị. Thưa cha, là câu Gioan 15, chương 15. Đúng rồi, chính xác, tôi có câu đó. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Vâng, như vậy là lúc nãy câu này là câu thứ hai mà anh chị em thấy chữ nghe. Tất cả những gì thầy nghe được như cha thầy, thầy cho anh em biết. Anh chị em có biết cái câu này đẹp đến mức nào không? Gioan 15:15 á, tất cả những gì thầy nghe nơi cha thầy thì thầy nói lại cho anh em biết. Như thế Đức Giêsu không hề giấu các môn đệ của mình tất cả những gì kín đáo mà cha nói riêng với ngài. Cái điều mà Chúa Cha nói riêng với Đức Giêsu, tỏ lộ Đức Giêsu để tôi nói cho mấy ông môn đệ. Và như thế, tôi nói con này đố ai trả lời được là hay lắm. Như thế các môn đệ là, câu hỏi là cái gì của Đức Giêsu? Đúng một chữ thôi ạ. Là cái gì ạ? Là cái gì? Là bạn. Đúng như thế, là bạn. Chỉ có bạn của nhau người ta mới nói hết ruột của nhau, mới nói như rút ruột. 15:15 là câu này hay lắm. Và các bạn hỏi đấy, ai ở đây ai cũng biết, ở đấy là dấu hiệu của tình bạn. Tình bạn là gì? Khi tôi gặp người đấy, tôi nói được hết những điều tôi nghĩ mà tôi không có mắc cỡ hết. Người khác là tôi không có nói được, gặp chị này tôi không nói, nhưng mà gặp người này thì tôi nói. Vâng, thế được rồi, hết rồi phải không ạ? Đủ rồi nha. Còn nhiều thôi mà cũng phải ngừng lại chứ. Chứ đâu mà, còn ai mà chưa được, còn bị gì, cô Oanh là rồi cuối, người này nó nói nhiều rồi phải ngừng lại. Thưa cha, con thấy trong chương 5 á, địa gì diễn từ về công việc của Chúa Cha thì có rất nhiều. Thí dụ như cho đến hai cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Câu 5:19, thật tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoài trừ điều mà người thấy Chúa Cha làm. Vâng. Và điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Câu 5:21, Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ. Thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Và câu 5:30, tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Vâng, cảm ơn chị. Như vậy anh chị em mới nghe vừa rồi có chữ nghe lần thứ ba nha. Đức Giêsu luôn luôn nói cái điều mình đã nghe. Nhưng mà tôi cảm ơn chị Oanh, bởi vì chị Oanh đã bắt đầu đưa chúng ta qua câu sau rồi đó.
Đấy, như vậy chúng ta phải đi qua câu sau, thế chứ còn ngập ngừng gì nữa. Qua luôn, tới luôn. Câu số 5 là gì? Tìm những câu trong Phúc Âm Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì. Đấy, lúc nãy là không tự mình nói điều gì, không tự mình làm điều gì. Rồi, lúc nãy là quên, là lẽ là tôi còn phải y nghiêng. Y nghiêng cái động từ gì? Động từ thấy ạ. Không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều mà Ngài thấy Cha làm. Chỉ nói điều Ngài nghe Cha từ Cha. Chỉ làm điều thấy Cha làm. Nói theo kiểu bình dân đó, thì Đức Giêsu làm nhái theo, bắt chước theo cái điều mà Cha làm. Đấy, thế thì vâng. Thế thì ở đây như vậy chúng ta tìm những câu phúc âm. Anh chị em nào, lúc nãy là chị Oanh là đã tìm thấy nhiều câu rồi đó nha. Trong đó câu 28, 30, rồi. Dạ con thưa cha, đó là Gioan chương 10 câu 18. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được. Cảm ơn con. Con can đảm dễ sợ. Tại vì đây là cái người bạn này chúng ta là can đảm khi chọn đấy. Bởi vì cái câu này là nói ngược hoàn toàn lại cái ý mà chúng ta đang định chứng minh. Bạn có hiểu không? Bạn có hiểu không? Tức là nói ngược hoàn toàn. Con đọc lại cho nghe, cho trẻ cho con nghe, đọc lại cái câu. Tức là chúng ta đang điều chứng chính A thì này là câu ngược với A. Vâng, không sao đâu. Đọc lại nào, từ từ đi con. Rồi. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Đấy, như vậy ở đây Đức Giêsu biểu tôi tự ý tôi làm ấy nha. Chứ mày không tự ý nha. Mình đang chứng minh là không tự mình, con này chứng minh là tự mình. Tiếp tục con. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại. Tôi có quyền rồi nha. Này đừng ai đụng cái quyền của tôi rồi nha. Tôi có quyền hy sinh, quyền lấy lại. Rồi, tiếp tục con, hết chưa? Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được. Tuyệt vời. Nếu anh chị em mà vứt cái câu, cái phần đuôi đi là bể hết. Anh chị em thấy không? Chỉ có mỗi cái câu đó, may quá còn cái câu đó. Bởi vì nếu mà không có câu đuôi đó thì anh chị em biểu, ủa sao kỳ vậy ta? Ủa sao này nó ngược với những điều mình đang nói từ nãy đến giờ, đúng không? Nhưng mà khi Đức Giêsu nói là tôi có quyền lấy lại, là tôi có quyền hy sinh mạng sống tôi, thì Ngài lại bảo, anh chị em có thấy biết câu gì? Ngài lại bảo rằng tôi làm điều đó là tôi làm theo mệnh lệnh cha tôi mà. Trời ơi, quá hay. Đấy, thành ra cái câu phần sau, không biết các bạn thì bạn có để ý là chỉ có nhờ phần sau thôi chứ phần đầu lần khác, nhưng mà câu sau của bạn. Vâng, tiếp tục. Còn ai nữa? Ai có nói chuyện làm nữa không? Có ai chưa giơ tay không? Dành câu này tiếp tục cho những người chưa được giơ tay ạ. Vâng, chưa được giơ tay bao giờ. Dạ, theo con là Gioan chương 14 câu 10. 14 câu 10. Anh em không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự nói ra, nhưng Chúa Cha luôn ở với Thầy, chính người làm những việc ấy. Vâng, câu của anh là hơi hơi hay, bởi vì đang chứng minh là Thầy không tự mình làm, thì câu anh đọc là không có chữ tự mình làm, hơi hơi được. Vâng, phải có chữ không tự mình làm đó. Đấy, vậy mới hay đó. Vâng. Dạ, theo con có câu là John 17 câu 1. Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con. Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Còn ngoài câu dưới nữa rồi. Lạy Chúa. Ồ, vâng vâng, đây đây, mà gọi đây chị này. Dạ thưa cha, Gioan chương 14, chương 14 câu 31 đó. Chúa đã nói là những chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy cũng làm được ấy nhỉ. Tức là cũng không có muốn tự mình làm. Vâng, chắc hết rồi phải không ạ? Hết rồi ạ. Còn hả? Còn nữa. À đây, bên này bắt đầu bên này bắt đầu rục rịch rồi. Bên này êm quá, bên này êm quá. Vâng chị. Dạ thưa cha, là Gioan chương 5 câu 19 và câu 20. Đúng rồi, đúng rồi. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật tôi bảo thật các ông, con người không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy.
Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải phải kinh ngạc. Nhưng mà cái câu này là câu kinh khủng nhất á. Theo tôi chưa bao giờ thấy câu. Anh chị em nhìn lại câu 5:19 phải không? 5:19, anh chị em nhìn lại coi, nó kinh khủng lắm. Là tại vì cái câu này kinh khủng ở chỗ là vì Đức Giêsu là đấy, lúc đấy tôi có nói là không có vâng, 5:19, anh chị em tưởng tượng nếu mà có một người nào ở trong anh chị em mà nói câu này thì làm sao, thì người ta sẽ nghĩ gì về chị cơ chứ? Đấy, thật này, 19 nè, tôi bảo thật các ông, con là Đức Giêsu, không thể, để ý chữ không thể nha, đó, tất cả những ai thích khẳng định mình đấy thì nghe chữ này là sợ lắm, con không thể tự mình, như vậy cuối cùng là không có tự mình nha, làm bất cứ điều gì, ở đây chỗ này hơi thiếu nha, làm điều gì là chỗ làm bất cứ điều gì, con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, trừ cái là làm cái điều mà người con thấy cha làm, thế thôi. Vì điều gì cha làm con làm y như vậy đấy. Cái làm bất cứ điều gì, sao cái bản dịch này lại mất chữ bất cứ điều gì ra, để tôi coi lại cái chữ có à, vâng vâng vâng, của chị thì có, cái bản dịch của tôi, cái cuốn sách mới này thì lại mất cái chữ đó. 5:19 rồi, 5:19 dạ đấy, vâng, làm bất cứ điều gì, làm vâng này nha, bạn nhìn thấy này, uk dunatai hò huyos, con không thể làm, poien là làm, con không để làm, afe autu tự mình, uden nothing con không thể làm, mà còn thêm chữ nothing, con không thể làm tự mình không điều gì. Hai chữ không hơi lạ đấy, thành ra ở đây có lẽ là bất cứ điều gì có lẽ được đấy. Vâng, thế thì anh chị em chắc thược được rồi nhỉ. Vâng, anh không vâng đấy, vâng. Chị chỉ muốn thêm câu hả? Vâng, rồi. Thưa cha, con muốn xem câu là Gioan chương 5 câu 30. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng của tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Vâng, câu này là hay lắm á. Không tự mình làm, không làm theo ý riêng. Anh chị em biết những điều như thế là khó lắm, khó lắm. Và cái người mà được gọi là tự do đó, anh nghe chị em hay nghe nói rằng hỏi ai là người tự do thì anh chị em dễ quá, tự do là cái người mà thích làm theo ý của mình, được làm theo ý của mình là tự do chứ gì nữa. Và qua câu phụ âm này là sai. Người được tự do không phải là người muốn làm gì thì làm và làm theo ý riêng của mình, nghĩa là làm theo cái đam mê và cái lôi kéo trần tục và thấp kém của mình, không phải như thế. Mà là cái người ở đây là cái người tự do. Anh chị em biết, anh chị em hỏi tôi trả lời được liền đó. Hỏi tự do là ai? Thưa, là người có khả năng làm ý Thiên Chúa. Khi thấy ý của Thiên Chúa thì làm được ý Thiên Chúa, chứ không phải là người làm ý riêng. Cái người mà luôn luôn khoe rằng là tôi tự do vì tôi được làm ý riêng thì anh Châu bảo, ôi coi chừng chú nô lệ đấy, chú đang nô lệ. Thì người ta hỏi anh là nô lệ cái gì? Nô lệ cho chính anh đấy, cho những tham vọng của anh, cho những thèm muốn của anh. Rồi anh thèm muốn là anh làm rồi anh la lên là tôi được tự do, mà anh đâu có biết rằng anh nô lệ. Xong rồi, thành ra cái người thực sự tự do là người có khả năng thi hành được ý Chúa. Khi tôi thấy ý Chúa thì tôi làm được, tại có nhiều người thấy đâu làm được. Vâng, thôi chúng ta ngừng nhé. Như vậy xong được câu số 5 rồi ạ. Còn 3 câu nữa. Vâng, hôm nay chắc hy vọng. Cái đây, thế thì ở đây câu như vậy, anh chị em thấy là trong 2 câu vừa qua tôi đã bắt đầu muốn nâng cấp anh chị em lên ấy. Nghĩa là gì? Là không để cho
không để cho đọc ở chỗ nào cả, và tự mình phải tìm chứ, đúng không? Chứ nếu mà lại cứ đưa ra hết như thế thì từ nãy giờ thì đâu ra được. Tiếp tục câu này cũng là tự mình tìm đó. Người sẽ tôn vinh thầy, lúc nãy mình nói như vậy là Chúa Thánh Thần không tự mình nói, Chúa Giêsu trước đây cũng đâu có tự mình nói đâu. Bây giờ Thánh Thần sẽ tôn vinh thầy. Đấy, thì bây giờ trả lời câu hỏi là tìm những câu trong Phúc Âm Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng tôn vinh Chúa Cha. Chúa Thánh Thần tôn vinh Đức Giêsu, Đức Giêsu tôn vinh Chúa Cha, Thánh Thần dẫn tôi đến với Giêsu, Giêsu dẫn tôi đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần làm chứng, lát nữa mà ở không biết bài này có không ta, Thánh Thần làm chứng với Đức Giêsu, Chúa Giêsu làm chứng với Chúa Cha. Ồ, lạ lắm ạ. Đấy là cái mầu nhiệm rất là dễ thương mà chúng ta gặp được nơi nơi mầu nhiệm ba ngôi. Rồi thế anh chị em nào có ai tìm thấy chỗ nào mà nói Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha không nào? Đó, cái này vâng, đây có một người rồi. Dạ, đó là Gioan 8 câu 49. Đức Giêsu trả lời: tôi tôn kính cha tôi. Tôi cảm ơn. Nếu mà tìm được cái chữ nào mà có chữ tôn vinh thì hay hơn ạ. Vâng. Vâng. Vâng, tôn vinh ở đây nghĩa là gì ạ? Tôn vinh nghĩa là làm cho người kia được vinh quang, làm thưa cho cha, người kia. Câu con tìm là câu Gioan 13 câu 31. 13:31, anh chị em thử lật coi có không nào. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Giờ đây Con Người là Đức Giêsu được tôn vinh. Được tôn vinh, ai tôn vinh vậy? Dạ, được Chúa Cha tôn vinh. Rồi, và câu sau này, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Thiên Chúa được tôn vinh nhờ ai? Nhờ Chúa Giêsu. Thầy đang ngấm ngầm là rồi. Câu vừa rồi là nói rằng Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha, mặc dù không có lộ liễu lắm. Câu 32: nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình. Đấy, thì câu sau là nếu bây giờ đang nhấn mạnh mạnh cái vấn đề là Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha, chứ không có nhấn mạnh đến chuyện Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu, hay không nào? Rồi, thôi cảm ơn chị. Rồi còn ai nữa ạ? Vâng. Ủa sao nhiều dữ vậy ta? Dì xin mời một người mà chưa được nói thì mới đến. Vâng, ưu tiên. Dạ thưa cha, câu 10, Gioan 17 câu số 1. Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: lạy cha, giờ đã đến, xin cha tôn vinh con cha để con cha tôn vinh cha. Vâng, câu số 4, phần vâng. Con đã tôn vinh cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình cha đã giao cho con làm. Câu này là rõ lắm đấy, anh chị em thấy không? Hết sức rõ, rất rõ là con tôn vinh cha. Và anh chị em thấy, vâng, có ai thêm nữa không ạ? Vâng, có ai chưa được nói bao giờ? Ở đây đây, chị kia chắc em chưa, hay là có, vâng. Thưa cha, Gioan 17 câu 5: vậy lạy cha, giờ đây xin cha tôn vinh con bên cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên cha trước khi có thế gian. Nhưng mà đâu phải là Chúa Giêsu tôn vinh cha đâu, cái này là cha tôn vinh Chúa Giêsu. Có đúng không ạ? Lạy cha, xin cha tôn vinh con, phải không? Để bây giờ mình đang tìm những câu mà Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha kìa. Vâng, nhưng mà thấy được rồi, cảm ơn chị. Có ai còn là thấy nữa không ạ? Có ai ạ? Đây. À vâng, rồi. Con tìm câu Gioan chương 17 câu 26. Gioan chương 17 câu 26: con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Vâng, cái câu này không có chữ tôn vinh nhưng mà đúng là có cái ý nghĩa tôn vinh. Vâng, mời anh. Dạ vâng, con Gioan chương 1 câu 1 câu 2: lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Ồ, hay, đây là một điều lạ lùng đối với tôi. Thế anh thấy tôn vinh, con tôn vinh ở chỗ nào ạ? Ở chỗ... Hướng về Thiên Chúa. Hướng về Thiên Chúa. Ý lạ ghê, cũng hay. Thế là con luôn luôn hướng về Thiên Chúa. Ừ, cũng hay, chứ đâu nói là cha hướng về con nhỉ? Ừ, mà con, ngôi lời là con đấy, là con, và lúc nào cũng hướng về cha, tức là lúc nào đấy mà có chữ lần đầu tiên tôi nghe thấy câu trả lời này cũng hay ấy. Là chính cái hướng về đấy nó cho thấy
cái chiều hướng của con là quay về với cha chứ không quay về với mình. Đấy, đúng như vậy, không quay về với mình. À, chị em thấy không? Đấy, tôi xin nói thêm câu, tôi không ngờ cái ông kia nói một câu ấy, lạ lùng, tôi chả bao giờ tin. Dạ thưa cha, đó là Gioan chương 8 câu 28. Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi sẽ nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, và hằng làm những điều vì tôi, hằng làm những điều đẹp ý người. Vậy câu nào nói về Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha? Là đó là khi mà và tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha dạy tôi thế nào, đó là khi mà Chúa Giêsu cái câu này nó dính vào câu trên thì hay hơn. Đúng, rồi. Đúng không nào? Vâng. Đó, Chúa Giêsu đi lên thánh giá, nó là cái điều không mà không phải ý tôi muốn nói, không phải đi lên thánh giá, mà cái câu trả lời của bạn đó là nó cho cái câu trên. Là tôi hỏi là chỗ nào mà Đức Giêsu nói là Ngài luôn luôn làm, còn ở đây tôi đang nhắm vào chữ tôn vinh mà, hiểu không nào? Đấy, chữ tôn vinh, cái chữ đó là chữ mà tôi đang nhắm, đấy là chỗ nào. Thầy đã lúc nãy tôi cũng, lúc nãy cái câu vừa rồi là chả có chữ tôn vinh mà nó cũng đánh động được tôi, bởi vì nếu mà ngôi lời lúc nào cũng hướng về với Thiên Chúa mà lại không hướng về mình thì như thế cũng là một cách rõ ràng là, mà anh chị em biết không, như thế đấy là mầu nhiệm ba ngôi. Hôm nay tôi thấy có nhiều câu hay thiệt đấy, câu vừa rồi là bất ngờ đối với tôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ba ngôi, mỗi ngôi không quay vào mình, không tìm kiếm cho mình, tìm vinh quang cho mình, tìm tất cả những thứ gì cho mình, mà lúc nào cũng chỉ quay ra để tìm người khác. Vâng, anh chị. Thưa cha, Gioan 17 câu 22 và 23, người luôn yêu thương kết hợp với Chúa Cha và tôn vinh Chúa Cha. À thế à, có câu đó không ạ? Người luôn luôn 17 bao nhiêu đó, coi lại coi. 17 23 rồi. Anh chị em coi có câu đó thiệt không? 17 23. Có thiệt đó. Đấy. 17 23. Con ở trong họ và cha. Ủa, đâu 17, 23 hả? Đâu thấy con? Hai mấy vậy? 22 hả? Phần con đã ban cho họ. Có phải không ạ? Hai mấy? 22 đâu thấy gì đâu. Con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta là một. Con họ ở trong họ. Ờ, à, đâu có gì đâu, đâu vinh quang gì đâu. Đâu thì... Người Nam sẽ gọi là đâu có thấy vinh quang gì đâu. Vâng. Chưa thấy. Gioan chương 17 câu 4. À, rồi, đọc rồi. 17 đọc rồi. Rồi. À, thôi, à, chị chưa. Đây đây. À, thưa cha, câu Gioan 12. 12. 12 câu mấy? 12, 28. Oh. Lạy cha xin tôn vinh danh cha. Còn cái khúc trước đây là bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đây. Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha xin tôn vinh danh cha. Nhưng mà đây đang nói Chúa Giêsu tôn vinh cha. Đằng này Chúa Giêsu nói là, đằng này lại nói là tôn vinh Chúa Cha. Đang nói tìm cái câu mà có tôn vinh. Vâng, đây người cuối cùng ạ. Vâng. Vâng. À, khi mà Lazaro chết rồi mắt ta báo tin, mà Chúa Giêsu còn như có vẻ chần chờ vậy, Chúa nói Chúa, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Vâng, bày tỏ vinh quang. Thế thì có ý gì mà Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha không? Dạ có, bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Rồi ai bày tỏ? Là Chúa Giêsu á, khi mà chữa là cho Lazaro sống lại là bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. À, ý này cũng hơi hay ha. Tức là đối với chị Oanh là khi Chúa Giêsu làm cho Lazaro được hoàn sinh, không phải phục sinh mà hoàn sinh, thì coi như là vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện.
Và như vậy là Chúa Giêsu thì cũng được cái câu này hơi hay, hay lắm ạ. Vâng. Đó, hết chưa ạ? Vâng, chắc hết rồi nha. Dạ thưa cha, là nữa câu Gioan chương 14 câu 13: Và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Được, cũng được. Chúa Cha được tôn vinh nơi người con, hay nhờ người con, hay bởi người con. Vâng, câu đó rõ đấy. Vâng. Thưa anh chị em có ngờ được rằng từ nãy giờ chúng ta đi như thế mà anh chị em mới nếm được rằng là ba ngôi, là mỗi một ngôi không sống cho mình, mỗi một ngôi đều tìm cách sống cho người khác. Như vậy lúc nãy tôi vừa nói, chúng ta đã thấy Thánh Thần không tự mình nói mà nói lại điều Đức Giêsu đã nói. Còn chính Chúa Giêsu cũng không tự mình nói, chỉ nói điều đã nghe được từ Cha, không tự mình làm, chỉ làm điều đã thấy từ Cha. Rồi ở đây nói Thánh Thần tôn vinh Đức Giêsu, rồi bây giờ lại nói Đức Giêsu lúc nào cũng tôn vinh Chúa Cha. Đấy, vâng. Đấy, thì anh chị em thấy như vậy là dường như là tất cả đang hướng về Cha đấy. Mỗi ngôi như thế đều không sống cho mình. Vâng, thế thế thì anh chị em thế nào cũng hỏi cái câu này: còn Cha thì sao? Có đúng không nào? Lúc đấy là Thánh Thần là sống cho Giêsu, Giêsu sống cho Cha. Thánh Thần dẫn người ta đến với Giêsu, Giêsu dẫn người ta đến với Cha. Anh em, anh chị em hỏi: ủa, Cha thì sao? Đấy, đấy là nội dung của câu số 7 anh chị em. Gần xong rồi, cố lên anh chị em, mà cũng phải không nên kéo quá. Đây, câu số 7 là như thế này, 16-15: Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Câu nó ngắn như vậy, nó rất ngắn ạ. À, anh chị không? Câu số 7 ấy, anh chị thấy chưa? Đấy, câu số 7 rất đơn giản. Đấy, bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha qua câu này? Đấy. Chúa Cha làm gì cho Chúa con? Còn mời đọc thêm Gioan 17:10: Tất cả mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha? Rất đơn giản mà dễ thương. Đấy là tài năng của Thánh Gioan như vậy, viết những câu rất đơn sơ nhưng vén mở được một mầu nhiệm gì đó mà không nói hết được. Có ai sẵn sàng câu này chưa? Chưa thấy giơ tay. Câu này dễ như thế mà không thấy ai giơ tay. Dễ lắm ạ. À. Đừng nói, phải giơ tay ạ. À. Có ai giơ tay nhất đây? Chị có sẵn sàng giơ tay không? Không ạ. À. Rồi, cũng phải có một người nói. Dạ thưa cha, con thấy hai câu này thì con thấy, theo con suy nghĩ một là... Câu ấy đâu, à, hai câu gì? Một câu này là con câu thấy... mọi sự Chúa Cha đều là của Thầy thôi. Vâng. Dạ, con thấy là, theo con nghĩ là... sự tương quan và cái sự cái mối liên kết chặt chẽ giữa Cha và Con và Chúa Thánh Thần ạ. Nói nhiều, nói rộng quá. Nên mọi sự của Cha là của Thầy, mới có Cha Thầy đây đâu có Thánh Thần đâu. Phải dựa vào câu đó thôi. Vâng. Có ai sẵn sàng không? Đấy. Vâng, đợi, vâng, mời bạn. Dạ thưa Cha, theo con nghĩ là theo câu đó thì Chúa Cha và Chúa Giêsu là một, tại vì những gì của Cha đều là của Con và những gì của Con đều là của Cha. À, mọi rồi. Vâng. Rồi vâng, cảm ơn ạ. Tức là một rồi. Vâng. Tôi muốn đang xem dạ, tôi đang cha. Muốn xem là dựa vào câu này thì chúng ta thấy khuôn mặt Chúa Cha như thế nào. Tôi đang nói về Chúa Cha. Tôi đang muốn nhắn đến Chúa Cha. Lúc nãy ta đã nói về Thánh Thần rồi, ta đã nói về Chúa Giêsu rồi, bây giờ ta thích nhìn Chúa Cha thì sao? Thưa Cha, theo con thì mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Nghĩa là Chúa Cha là... là sao? Không còn gì để mất. Không còn gì để... Chúa Cha không còn gì để mất. Tức là chơi luôn. Không còn gì để mất. Tức là Chúa... Anh có ý mà anh không nói được thôi. Anh đứng trước bầu nhiệm mà anh ấy không nói được. Thưa cha, trong cái buổi tối hôm nay mình học toàn là thấy là Chúa Thánh Thần với Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha. Nhưng mà cái câu 17-10 mà cái phần B thì chứng tỏ là Chúa Cha không giữ lại gì cho mình. Tất cả những gì cha có đều là của con và con được tôn vinh nơi họ. Tất cả những gì cha có đều là của con thì cho thấy cái gì?
cha thấy cha, cha cũng chẳng có giữ gì không giữ cho gì cha hết, mà không những cái gì mà Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu tôn vinh cha thì cũng đều là của Chúa Giêsu hết. Cái gì? Tại vì tất cả những gì cha có đều là của con. Thì những cái vinh quang gì của cha có thì là cũng là của Chúa Giêsu. Chúa đang hỏi cho thấy qua câu đó cho thấy hình ảnh của Chúa Cha. Vậy Chúa Cha là người thế nào? Tôi hỏi Chúa Cha, tôi không có hỏi ai hai vị kia. Là Chúa Cha cũng là người thế nào ạ? Rộng lượng. Rộng lượng. Vì sao? Cái tình yêu của Chúa Cha nó vô biên. Vì sao? Vì sao? Là bởi vì tất cả những gì cha có đều là của con. Nghĩa là thế nào? Của là của con nghĩa là thế nào? Nghĩa là gì? Là một. Con nghĩ là một. Tôi đẩy quá. Chị sẵn sàng không? Dạ. Rồi, người cha tuyệt đối vinh quang, nhưng cha chẳng tìm gì cho mình. Cha là nguồn mạch của mọi nguồn mạch, nhưng lại luôn trào dâng cho con. Trào dâng cho con. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, là tự nhiên đọc câu này thì con nghĩ đến cái đoạn văn mà người cha nhân hậu á cha. Thì cũng có một câu tương tự như vậy á. Là con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Có nghĩa là khi ngay khi cả những lúc giống như là nhắc nhở chúng ta, ngay khi những lúc mà chúng ta lỗi lầm thì Chúa Cha vẫn luôn luôn là những gì của Chúa Cha thì vẫn là Chúa Con, nên là chúng ta cần phải nhận ra cái điều đó. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta quên đi cái việc là tất cả những gì của Chúa Cha, của Thiên Chúa đều là cũng là của chúng ta. Của chúng ta rồi. Ghê vậy ta. Vâng, cảm ơn ạ. Mà con tìm được cái câu trong Luca 15 là cũng là tài lắm đấy. Các bạn nhìn, có ai cần nói một người cuối cùng thôi. Một người cuối cùng. Chỉ tay con ở đây, một người cuối cùng. Yeah. Vâng. Thưa cha, con thấy được Chúa Cha là một tình yêu tuyệt đối. Bởi vì ngay cả cái bản thể của mình là cũng khi mà sinh ra Chúa Con là cũng là cái đồng bản thể. Thì đó là một cái tình yêu tuyệt đối. Vâng, tình yêu tuyệt đối. Vâng, cảm ơn ạ, được lắm. Vâng, thế ủa sao chị Oanh còn giơ tay nữa nè? Dạ thưa cha. Con thấy cũng dùng với chị đúng như chị kia dẫn chứng cái Luca 15 á, nhưng mà con thấy người cha trần thế mà còn thương con như vậy thì người cha trên trời này đó, thì Chúa Cha với con một yêu quý và biết vâng phục cha, thì cha trao ban cho con tất cả như Thánh Vịnh 109 con nói sâm ngôn của Đức Chúa ngõ cùng Chúa thường tôi. Đây tôi cái này hơi dài, thôi con hãy ngắn lại một chút nữa. Rồi còn xét xử cha giao, Chúa Cha còn không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi cả quyền xét xử. Hay lắm, câu trả lời rất hay ạ. Vâng. Ủa còn nữa. Thưa cha, câu cha nói đồng nghĩa với câu Gioan chương 3 câu 35. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao hết mọi sự trong tay người. À được đó, câu đó được đó. À 335 nghe ghi sổ vô. 335. Chúa Cha yêu con và vì tình yêu nên trao tất cả mọi sự trong tay của con. Vâng, câu ấy được. Nó soi sáng cho mình ở trong cái câu 16-15. Như vậy, à thôi giờ tôi kết đi chưa? Khuya rồi. Nếu mà ở đây Đức Giêsu nói mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Mọi sự Chúa Cha có nếu nó thành của Thầy là vì Cha đã trao tất cả những gì của Cha cho con, chứ không ngược lại. Chứ không phải là Chúa Con trao tất cả mọi sự của Chúa Cha, không dám ạ, cái đó không có đâu. Thế là vì tất cả những gì của Cha có thì Ngài trao lại tất cả cho con và Ngài không giữ lại. Lúc đấy chị Oanh chị cũng đã tìm được một câu hay đấy chứ. Thí dụ như cái quyền xét xử là quyền của Chúa Cha. Trong Cựu Ước chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử thôi, và Chúa Cha đã trao cho con quyền xét xử. Có một cái quyền nữa mà Chúa Cha cũng trao cho Chúa Giêsu, đó là quyền tự mình có sự sống. Chỉ có Thiên Chúa mới tự mình có sự sống thôi. Thì Chúa Cha đã cho Đức Giêsu có quyền tự mình có sự sống, và vì Giêsu tự mình có sự sống nên Ngài có thể ban sự sống cho người khác.
chỉ có Thiên Chúa mới ban sự sống cho người khác thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử mà thôi. Thế thì những quyền mà Chúa Cha có, Chúa Cha đã ban tất cả cho Đức Giêsu và không giữ lại điều gì. Anh chị em có biết không? Còn một câu nữa, đó là câu cuối cùng, gần cuối cùng của phúc âm Matthew. Khi Đức Giêsu phục sinh nói cái gì có ai còn nhớ không? Mọi sự hay là mọi quyền năng chứ? Chắc là mọi quyền năng. Mà lật lật đấy chứ còn ngồi mà nhìn nữa. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được gì? Được gì? Cuối đã được gì? Ban cho thầy. Hỏi thật nhanh là chị phải trả lời nhanh. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho thầy. Câu hỏi rất ngắn. Ai ban? Cha ban. Trời nói to quá. Đang nói Matthew ấy. Câu vừa rồi là của Matthew ấy. Câu vừa rồi là Matthew ấy. Đấy, chứ không phải giờ đang chạy của chú khác. Thành ra Chúa Cha như vậy, anh chị em thấy câu vừa rồi 6:35 phải không? Là cho thấy là Chúa Cha là tình yêu. Nên Ngài ít nhất cái chữ đầu tiên mà anh Châu anh nói, sau đó anh hoảng quá anh không nói tiếp được, là Chúa Cha không giữ gì cho mình, không giữ cho mình. Và tất cả những gì Ngài có, hôm nãy có một chị cũng trả lời, bản thể của Ngài, đấy chị nói rõ cái chữ như vậy, quyền năng của Ngài, tất cả những gì là con người của Ngài, Ngài chia sẻ tất cả toàn bộ, Ngài chia sẻ cho con của Ngài, không giữ lại. Anh chị em thấy không, bài học hôm nay lớn lắm. Từ việc tôi sẵn sàng hy sinh, từ việc tôi không tìm tôi, từ việc tôi hiến mình cho người khác, lúc nào tôi cũng hướng đến người khác, đấy thế này thế khác, lúc nào tôi cũng tìm người khác, và tôi luôn luôn chia sẻ tất cả những gì tôi có. Anh chị em có thể tưởng tượng không, một bài nó đơn giản mà chỉ có mấy câu rất đơn giản như vậy thôi, mà thấy nguyên cái đời sống của chú Ba Ngôi. Và nơi đó anh chị em thấy, nói ra thì nó không có hình ảnh, nó không có hợp đâu, nhưng mà hơi hơi giống như một cái gia đình ấy nhỉ. Mà nơi đó người ta sống cho nhau. Thành ra anh chị em hiểu là hình ảnh chú Ba Ngôi có thể được trở thành mẫu mực cho bất cứ một thứ cộng đoàn nào. Trong đó có những con người sống cho nhau đấy, và sẵn sàng trao tất cả cho nhau. Đấy, cả Chúa Giêsu, cả Chúa Thánh Thần lúc nào cũng hướng về Cha. Đấy, mà nhất là chú Ngôi Lời hướng về Cha, như anh ấy tìm thấy. Lúc nào cũng hướng về Cha. Cả bây giờ cũng vẫn hướng. Lúc mà làm người, Chúa Giêsu vẫn hướng. Và bây giờ lên trời vẫn hướng như thế, nguyên như thế. Cái câu trả lời nó đặc biệt lắm. Bây giờ vẫn hướng, lúc trước khi nhập thể đã hướng, xuống trần thế này làm người vẫn hướng, bây giờ về trời vẫn tiếp tục hướng, hoàn toàn sống cho người khác, không hướng. Và Chúa Cha thì lại làm thế nào? Chúa Cha thì lại đáp lại, đấy, lại luôn nó ra, lại cho hết. Vâng, thế thì anh chị em, bài này rất là dễ thương, đấy, thế thôi, chúng ta phải ngừng chứ, đấy thôi, không cần phải sâu số 8 nhỉ, tại câu số 8 thì đấy nói hết còn gì. Bạn suy niệm về tương quan với nhau, rút được bài học gì cho cuộc sống chung với người khác. Đấy, chị thấy không? Anh chị em thấy khi chúng ta đọc một số bản văn của Thánh Gioan, chúng ta thấy mình nhỏ mọn dễ sợ. Chúng ta thấy mình giữ kỹ kinh khủng, chúng ta thấy mình khép kín, chúng ta thấy mình cứ lo cho mình ấy nhỉ. Vâng, vâng, ra chắc được rồi. Vâng. Chúng ta bước vào những phút cầu nguyện. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Đức Giêsu khi sắp về với Cha đã chấp nhận giới hạn của các môn đệ. Ngài chưa nói hết được những điều Ngài muốn nói, nhưng Ngài không muốn ép họ phải cố hiểu. Cần có thời gian và nhất là cần Thánh Thần. Đức Giêsu chấp nhận ra đi khi việc huấn luyện các môn đệ còn dang dở. Ngài chấp nhận mình không phải là vị thầy duy nhất, bởi lẽ sau này Thánh Thần là một vị thầy khác
sẽ dạy anh em mọi điều. Ngài cũng không phải là một đấng bảo trợ duy nhất, bởi vì còn một đấng bảo trợ khác sẽ đến sau Ngài. Đức Giê-xu đã vén mở cho các môn đệ thấy sự thật về Thiên Chúa, sự thật về chính bản thân của mình là Giê-xu, sự thật về con người. Nhưng Đức Giê-xu biết rằng vẫn cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt, các môn đệ mới hiểu thấu và đi vào toàn bộ sự thật. Vì lợi ích của họ, Đức Giê-xu sẵn sàng ra đi để nhường chỗ cho đấng mà Cha và Ngài sẽ sai đến. Đức Giê-xu chẳng tìm mình, và Thánh Thần cũng vậy. Thánh Thần chỉ có sứ mạng là đưa con người ta đến với Cha và Con, và với Con là Đức Giê-xu. Thánh Thần không tìm vinh quang cho mình, nhưng chỉ tìm vinh quang và làm chứng cho Đức Giê-xu. Cha cũng chẳng tìm mình, Cha cũng chẳng giữ gì làm của riêng. Mọi sự Cha có đều là của Thầy. Cha là nguồn mạch luôn trào dâng qua Con. Con là Con vì Con đón nhận tất cả từ Cha. Tình yêu liên kết Cha và Con chính là Thánh Thần. Khi chiêm ngắm thế giới của Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy đó là một cộng đoàn lý tưởng. Ngôi nào cũng sống cho hai ngôi kia. Yêu thương và hiệp thông với nhau, lúc nào cũng đòi từ bỏ. Nhưng chính từ bỏ lại làm cho mỗi ngôi vị được trọn vẹn là mình và sống trong hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một vị cô độc, có thể nói là một cộng đoàn yêu thương. Và thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi lại không khép kín, cứ ba ngôi loay hoay với nhau thôi. Không, thế giới vươn ra ngoài mình để cho cái hạnh phúc mà mình có tuôn đổ trên con người, trên toàn thế giới. Cha yêu con người đến độ Cha sai Con một làm người. Con yêu loài người đến độ dám sống và chết cho họ. Thánh Thần yêu loài người đến độ luôn ở bên để ủi an nâng đỡ. Cả ba ngôi cùng nhau lo cho loài người. Ước mơ lớn nhất của ba ngôi là đưa cả nhân loại đi vào thế giới thần linh của mình, để mỗi người được hưởng hạnh phúc làm con trong Chúa Con. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, tình yêu chia sẻ, tình yêu mời gọi. Tình yêu đích thực bao giờ cũng khiêm tốn chờ đợi. Chúng ta tự hỏi xem, sau giờ học hôm nay, chúng ta có học được một nét nào đó của một ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa không? Mời anh chị em lấy lời nguyện số 38. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy cho biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương từ hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng.
Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm trong chúng con và trong lòng từng người con bé nhỏ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ học kết thúc, xin Chúa Ba Ngôi luôn ở lại với anh chị em. Amen.